Mình chào các bạn đang đến với câu chuyện Tôi đến mượn cái bật lửa của tác giả Vô Chết. Chuyện đang được phát trên YouTube của Đam Mỹ Tường Truyền vào lúc 20 giờ hàng ngày, tập 60. Sau khi dùng cơm xong, mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc. Hơn 8 giờ cả nhà Lâm Tuệ Ngư cũng phải về. Bạn nhỏ Lâm Dương ngày nào cũng trước 9 giờ là buồn ngủ. Lâm Thành Bồ mượn cớ này cũng cắp mòng dắt Nguyên Ngọ đi về luôn. Hay được rồi, mấy đứa về đi. Mẹ nói, mai đâu có được nghỉ chứ. Từ nhà xuống cửa hết tới cầu thang, Lâm Dương lôi kéo Nguyên Ngọ nhắc nhở chuyện nhất định 10 năm sau sẽ học pha rượu, còn sục bà đã lưu số điện thoại của Nguyên Ngọ lại. Nguyên Ngọ có duyên với trẻ con thật đó. Anh rể vừa lưu số điện thoại cũng vừa giải bày. Đúng vậy mà, Lâm Thành Bộ cũng nghĩ rồi nói thêm. Còn cả đứa nhỏ mới lên tiểu học suốt ngày bám lên ấy đấy. Người tính tình đơn giản thì sẽ thu hút trẻ con thôi. Anh rể nói, cậu nhìn anh đáng yêu hoạt bát thế này còn chẳng hút nổi con trai. Anh cười nói thêm mấy năm nữa, nó lớn rồi để đánh nhau với anh đấy. Lâm Tuệ Ngư cũng chen vào. Lâm Dương thì cũng nói, còn không đánh nhau với ông già. Gì mà đã già, anh rể đã bốp vào mông nó, còn biết ăn nói không đấy trời. Không thèm xa nào với ba đâu. Lâm Dương xòa cái mông, mọi người cũng đều cười ầm cả lên. Sau khi ra khỏi cầu thang, anh rể đưa Lâm Dương đi lấy xe. Lâm Tuệ Ngư cũng nhìn Lâm Thành Bộ. Thôi hai đứa về đi, ý kiến của chị vẫn thế, không nói nhiều nữa, hai đứa tự lo cho tốt. Chồng chị đang chờ chị đó kể. Lâm Thành Bộ cười rồi đẩy cô. Đi đây. Lâm Tuệ Ngư vẫy tay với hai người rồi xoay người đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Đi thôi. Lâm Thành Bộ giang tay ôm vai Nguyên Ngọ, ghé sát cắn một cái lên dái tai của y, xong lại cọ cọ lên mũi kên cổ của y một lúc, nhìn cả buổi rồi cuối cùng lại được thả phanh. Em nghèn chết rồi nè. Nguyên Ngọ cười rồi bóp bóp mông hắn. Giờ cho tôi thở phào được rồi. Cả buổi có phải căng thẳng lắm không? Lâm Thành Bộ ôm y đi về phía xe. Phấn ổn lớn thế này rồi chưa trải qua tình huống như thế này bao giờ. Nguyên Ngọ lại bóp một cái lên mông hắn. Rất mẩy nhá. Nhà em không hay tụ họp, anh đừng căng thẳng. Bình thường một hai tuần em mới tới thăm mẹ một lần. Vừa nói vừa đi được mấy bước, Lâm Thành Bộ chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn lên tầng. Hơi đẹp bà già kìa. Mẹ cậu chưa tới mức. Nguyên Ngọ nói được nửa thì khừng lại, cũng nghiêng đầu nhìn lên tầng. Rèm cửa tầng 4 đung đưa một chút rồi dừng lại. Mẹ cậu hả? Ồ, lại còn nhìn trộm vào mình chứ. Thế tôi bóp mông cậu không? May mà anh không phải là con gái. Lâm Thành Bộ nói, hai thằng đàn ông thô bỉ thì cứ thô bỉ thôi. Nguyên Ngọ lại bóp vào mông hắn lần nữa. Phải thôi chứ anh trai. Lâm Thành Bộ trừng mắt nhìn đi. Thì tôi tha lòng tí thôi mà. Sau khi lên xe, Nguyên Ngọ mở cửa sổ ra một chút, châm điếu thuốc rồi đưa bao thuốc cho Nguyên Ngọ. Nguyên Ngọ cũng lấy một điếu ra châm. Lâm Thành Bộ nở máy, bật máy sưởi. Coi như qua được cửa này đi, sau này thì sẽ dễ dàng hơn. Anh có tới nhà em ăn Tết hay không thì cũng không sao. Toàn tụ họp ở nhà các cụ, đông lắm, thiếu một hai người không ai phát hiện đâu. Thiếu một đứa cháu trai mà không phát hiện hả? Nguyên Ngọ nhìn hắn. Không mà. Lâm Thành Bộ cũng bật cười. Trong đống con cháu nhà em thì mỗi em là không tới nơi tới chốn. Anh họ em thì làm tiến sĩ, chị họ thì làm ở nước ngoài, kiểu như em thì... Tiến sĩ thì làm được cái khỉ gì chứ? Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc. Tiến sĩ biết nấu ăn không? Tiến sĩ có bản lĩnh khiến người ta đến nhà xếp hàng đợi thức ăn của anh ta làm không trời? Lâm Thành Bộ cũng cười ầm lên. Này là tình nhân trong mắt hóa tây thi đó hả? Không phải, là sự thật. Các cụ mà, già rồi không hiểu mấy cái này đâu, cảm thấy càng học nhiều thì càng giỏi thôi. Lâm Thành Bộ nói, cho nên Tết đêm có đến ăn Tết hay không thì mọi người cũng chẳng để ý đâu, trước Tết qua thăm là được rồi. Vậy cậu muốn đi đâu chơi? Em không biết, em còn chưa nghĩ ra, anh nói không muốn ăn Tết em mới quyết định chứ. Để mấy hôm nữa em nghĩ thử xem. Giao thừa cho các cậu có bận không? Bên em nghỉ từ 28 âm rồi, xuân chi Tết đóng cửa không có bán, chẳng chưa. Vậy nghĩ xem đi đâu chơi đi. Nguyên Ngọ cũng bật cười, bình thường xem TV có thể thấy được nhiều địa điểm để đi du lịch,
chẳng qua chẳng có thời gian để đi, sợ muốn tìm một chỗ để đi chơi hẳn hoi thì lại chẳng nhớ ra được chỗ nào. Hai người nghĩ cả đường về, tới tận lúc lái xe tới dưới tầng nhà Lâm Thành Bộ vẫn không nghĩ ra chỗ nào. Dù sao mùa đông mọi người đều xuống phía nam du lịch mà, chúng ta cũng đi về phía nam đi. Không, Quyền Ngọt lắc đầu, không mới lạ. Vậy muốn lên phía bắc sao, rét tháng chạp đó anh ơi. Tìm chỗ nào rét thật rét, báo tuyết mù mịt đấy. Hai chúng ta tìm chỗ nào có giường đất, rút đầu vào trong chăn qua ngày luôn. Tìm giường đất, Lâm Thành Bộ hỏi. Đúng rồi, tìm cái giường đất vừa nằm vừa lăn. Quyền Ngọt liếc hắn, có thể tôi nắm trọng điểm có chuẩn không? Lâm Thành Bộ không nói gì, cũng chỉ cười vui vẻ. Đề xuất này của Nguyên Ngọt rất mới mẻ, chỗ bọn họ không thiếu tuyết nhưng chưa cảm nhận được việc dẫm chân xuống ngập tới bắp chân, cảm giác chắc sẽ thích lắm. Lâm Thành Bộ thì lười tìm, chuyển đi đầu ra hết cho Nguyên Ngọt. Hắn còn có chuyện cần phải làm, trước kia chưa từng nghĩ tới hoặc trước kia không dám nghĩ tới những bước này. Hắn và Nguyên Ngọt không thể nói gì tới chuyện kết hôn hay không kết hôn, vẫn cảm thấy có thể ở bên nhau đã tốt đẹp lắm rồi. Những chuyện khác thì chẳng sao cả, nhưng có một số chuyện cho dù chỉ lỡ lời như đã nói ra rồi sẽ treo lên trong lòng người ta không yên. Trước ngày nghỉ mấy hôm, hắn với mẹ chuyện sắm Tết năm nay sẽ đi du lịch. Mẹ lúc đầu có vẻ không vừa lòng nhưng lúc sau vẫn đồng ý, cũng chẳng nói gì. Phía Nguyên Ngọ thì có vẻ đã chọn được nơi muốn tới, hai ngày hôm nay cũng đang trả lịch trình. Lâm Thành Bộ đứng trước quầy nhìn chằm chằm vào từng hàng nhẫn lóa mắt. Tất cả đều là của kiểu nữ lòng lành lấp lánh. Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình muốn giới thiệu, nhưng Lâm Thành Bộ khoát tay. Tôi xem nhẫn nam. Phải xem bên này. Nhân viên bán hàng cũng chỉ hắn sang tủ bên cạnh. Bên này đều là nhẫn của nam, anh muốn xem nhẫn trơn hay có đính kim cương? Có đính. Lâm Thành Bộ nằm bò lên quầy. Trên lý thuyết, hắn đương nhiên thì thích nhẫn trơn. Nhưng vừa nhìn thấy nhẫn đính đá sáng lấp lánh, hắn lại nhớ tới câu quảng cáo một viên vĩnh cửu dài lâu. Sự chú ý của hắn và chữ vĩnh này nên hắn cảm thấy cần phải có đính kim cương. Là anh đeo hả? Nhân viên bán hàng hỏi. Đúng, tôi và bạn, lấy một đôi. Bạn anh cũng là nam hả? Ừ, anh xem thử mẫu này. Nhân viên bán hàng vẫn bình tĩnh vui vẻ lấy một cái nhẫn ra. Dáng người anh cao, đeo cái to một chút sẽ hợp, còn bạn anh cũng tầm như tôi thôi. Phải lấy mẫu y hệt như mẫu này đi. Người bán hàng lại lấy thêm một chiếc mặt trước đặt trước mặt hắn. Có thể so sánh một chút, hai mẫu này khá giống nhau. Lâm Thành Bộ cảm thấy bản thân không phải là một người kén chọn. Rất nhiều thứ chỉ cần tạm tạm phiền phiến phù hợp là được. Dù khi mua quần áo lớn nhỏ hơn một cỡ hắn cũng chẳng có để tâm. Nhưng hôm nay hắn mới phát hiện bản thân lề mề, rề rà làm người khác cũng phát bực. Nếu như mình là người bán hàng, đúng phải một người chọn nửa tiếng đồng hồ rồi lại sang cửa hàng khác, rồi lại quay lại chọn một tiếng nữa, lại còn chỉ ưng được 4 mẫu rồi lại từ 4 mẫu đã chọn ra 2 cái, chắc chắn sẽ phát điên luôn. Không cần vội, anh có thể chụp cho bạn anh xem mà. Người bán hàng vẫn tươi cười, anh ấy thích mẫu nào? Không được, Lâm Thành Bộ lắc đầu. Không muốn cho anh ấy biết, cái này là bất ngờ. Bạn anh làm việc ở quán bar lại là người pha chế, cô thẩm mỹ chắc hắn là không phải là người bình thường. Người bán hàng tiếp tục mỉm cười. Anh có thể xem mẫu này, thiết kế khá cá tính, bình thường đeo cũng rất đẹp. Tôi xem thêm một chút nữa. Lâm Thành Bộ đeo chiếc nhẫn lên tay. Có phải tôi phiền lắm không? Vẫn bình thường. Người bán hàng cười, em còn gặp nhiều người phiền hơn anh nhiều. Vậy lấy mẫu này đi. Lâm Thành Bộ lấy một chiếc trong túi ra. Đây là nhẫn hắn bới ra được từ trong vali đồ vừa bổn của Nguyên Ngọ. Lúc phà rượu Nguyên Ngọ có đeo hai lần. Cỡ tay anh ấy tầm này, trước kia anh ấy đeo cái này ở ngón áp út. Chiếc nhẫn nhân viên bán hàng tư vấn là một mẫu rất đơn giản, thiết kế từ mảnh tới dài dần. Đoạn dài nhất ở giữa có khắc hình vuông giống như viên xúc sắc, mặt trên đính một viên kim cương nhỏ, nhìn rất tinh tế cũng rất ngầu. Lâm Thành Bộ đặt hai chiếc nhẫn và một chiếc hộp nhỏ cho vào túi. Đột nhiên xuất hiện cảm giác hưng phấn và hạnh phúc khôn tả. Lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, trần như gắn lò xo vậy, cảm thấy bản thân nhẹ nhàng như bấng. Nếu như lúc này có phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn có hạnh phúc không, nhất định hắn sẽ trả lời rằng hắn đang hạnh phúc sôi trào đây này. Cảm giác hưng phấn không kiềm được,
Suýt chút nữa thì hắn đã lấy điện thoại gọi cho Nguyên Ngọ theo thói quen. Hello, em mua một đôi nhẫn này. Bàn tay trong túi áo miết miết cái hộp ngàn vạn lần cũng chẳng thể nói ra. Hắn chưa nghĩ ra lúc nào mới nói cho Nguyên Ngọ nên đưa như thế nào. Hắn càng chưa nghĩ tới. Tối hôm nay là buổi làm việc cuối cùng trong năm của Nguyên Ngọ ở số 18. Lâm Thành Bộ tới muộn hơn so với mọi khi. Nguyên Ngọ đang đứng phía sau quầy ba, còn Giang Thừa Phú ngồi một mình trong góc. Hôm nay không phải ngày nghỉ đó hả? Giang Thừa Phú gọi đồ uống cho hắn, sao tới muộn thế? Đi lượn trung tâm thương mại thôi, lượn tới lúc sắp đóng cửa luôn. Mặt từng bừng thế kia đi lượn một mình đó hả? Ừ. Lâm Thành Phú ghé lại gần hắn, móc cái hộp trong túi ra, cho anh xem. Nhẫn hả? Giang Thừa Phú liếc mắt nhận ra, giật mình thì thầm. Cậu mua nhẫn rồi nhẫn đôi. Đúng, Lâm Thành Bộ gật đầu. Em chuẩn bị đi du lịch với Nguyên Ngọ, muốn tìm cơ hội tặng anh ấy. Giang Thừa Phú mở hộp ra nhìn. Ai chọn giúp cậu vậy? Bí mật đấy, em còn chưa nói về anh ấy đâu, tự em chọn. Không thể nào, đây không phải là trình độ gu thẩm mỹ của cậu. Cậu mà chọn là phải loại nhẫn mặt con dấu. Nói gì vậy? Thẩm mỹ của em kém vậy đó hả? Lâm Thành Bộ có hơi khó chịu, ngẫm nghĩ xong thì lại cười. Nhân viên bán hàng chọn giúp em, anh ấy có thích không? Thích hay không thì anh đâu biết chứ. Có điều kiểu này cậu ta sẽ vừa mắt, ít nhất sẽ không cười vào mặt cậu. Vậy thì được rồi. Lâm Thành Bộ cười rồi cất cái hộp vào túi, nhìn sang Thừa Vũ. À, anh Thừa Vũ, giờ này mặt anh hết đau rồi sao? Cậu thèm đòn tới vậy cơ hả? Thì quan tâm anh thôi. Không cần cậu quan tâm, thôi rồi. Vị trí không đúng, không thể tiếp tục. Lâm Thành Bộ sững sờ mấy giây mới hiểu ra, cười ngặt nghéo. Tới mức vậy cơ hả? Cũng đâu phải chuyện gì vĩ đại, còn cố chấp như thế chứ. Cậu thì biết cái khí gì. Giang Thừa Phú phả ra một lời khói vào mặt hắn, không nuốt trôi được. Buổi biểu diễn hôm nay của Nguyên Ngọ rất khí thế. Sau khi ra khỏi cười rượu rồi, vẫn còn một đám người hú hét đằng sau. Lâm Thành Bộ thì vẫy tay vì Nguyên Ngọ bước tới ngồi xuống. Hôm nay tới muộn vậy? Hừ, Lâm Thành Bộ đáp, em mang đồ sang cho chỗ mẹ Hồ Lâm Tuệ Ngữ, bà ấy bẩn. Đại tể bưng một cốc rượu lúa mạch tới, Nguyên Ngọ thì cầm lấy uống một hớp. Gần đây thấy cậu có vẻ bẩn nhỉ? Cuối năm mà. Mấy ngày này hắn chạy tới trung tâm thương mại mấy lần xem nhẫn, Nguyên Ngọ không hỏi hắn đi đâu, hắn còn tưởng Nguyên Ngọ không để ý. Có phải đi lén phé bên ngoài không? Nguyên Ngọ hỏi. Oh, Lâm Thành Bộ sợ hết hồn. Anh đừng nói linh tinh, em đi lén phé chỗ nào được cơ chứ? Mình tôi nơi đây, Giang Thừa Phú chậm rãi nói. Đừng côi một mình một cõi. Anh, Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn hắn, còn chưa nói hết đã thấy một nhân viên phục vụ đi tới từ phía sau, cầm một cái hộp tròn trong tay. Gì vậy? Giang Thừa Phú hỏi. Có người mang tới, bà là gửi cho anh. Ai đưa thế? Giang Thừa Phú ngẩn người. Không nói, nhân viên phục vụ đặt cái hộp lên bàn. Nhận không ạ? Giang Thừa Phú phất tay, nhân viên phục vụ quay người đi ra ngoài. Cái gì vậy? Lâm Thành Bộ cũng tò mò. Bòn đấy. Nguyên Ngọ đứng dậy kéo hắn. Chúng ta đi thôi, nổ bây giờ. Kệ đạch, anh em để ở chỗ nào vậy hả Tiểu Ngọ? Giang Thừa Phú lồi tay áp kéo y lại ghế xa lóng. Tỉnh kia anh em đi đâu rồi chứ? Xem là cái gì? Nguyên Ngọ cũng bật cười. Giang Thừa Phú mở nắp hộp ra, đèn trang trí trên đầu lúc này quét qua một cái, cả ba người ngây ra. Cái đạch, ý gì thế này? Giang Thừa Phú trợn mắt nhìn cái hộp tràn ngập hoa cúc. Đạch, kẻ thù của ông hả? Nguyên Ngọ hỏi. Tôi lấy đâu ra kẻ thù chứ? Giang Thừa Phú nói. Ai dám khả kỷ tôi chứ? Bây giờ có đứa khả kỷ rồi đó. Lâm Thành Bộ rút một bông trong hộp hoa ra xem. Hey, hoa thật này, hoa tươi luôn đấy, còn thơm nữa. Giang Thừa Phú không lên tiếng, rút một tấm thiệp nhỏ kẹp giữa hộp hoa ra. Sau khi đọc lướt qua thì im lặng một lúc lâu, cuối cùng khóe miệng cũng giận. Mẹ đó, giỏi thật. Nguyên Ngọ rút tấm thiệp khỏi tay hắn, Lâm Thành Bộ ghé qua đọc chữ bên trên. Muốn thì cho anh đấy. Thử ngữ đưa hả? Nguyên Ngọ cũng bật cười. Lâm Thành Bộ ngẩn người, sau khi hiểu ra thì cũng cười ầm lên. Ôi đời, tên này có phải có vấn đề về thần kinh không trời? Hai người đợi một lúc, tôi có chai chai rượu cho hai người.
Giang Thừa Vũ đứng dậy, vừa rút điện thoại vừa vẫy tay với nhân viên phục vụ, cầm hộp này về phòng làm việc cho anh. Lát sau đại tề cầm hai chai rượu tới, còn để trên một cái giá rất tinh xảo. Anh Tiểu Ngò nếm thử xem. Anh Thừa Vũ giữ lại một chai rồi. Cảm ơn Hồ Anh. Nguyễn Ngò liếc về phía phòng làm việc. Sang năm anh lại tới. Được, đại tề gật đầu. Năm mới vui vẻ nha anh. Ừ, năm mới vui vẻ. Cậu này năm nào cũng nói ăn Tết nó một lần, ra Tết này nó một lần nữa. Nhưng Nguyễn Ngò chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ thực sự trong câu nói này. Cảm thấy Tết không khác gì những ngày làm việc ở quán. À, vẫn còn có cái khác, không cần đi làm, có thể làm ồ ở nhà. Nguyễn Ngọ trước giờ không cảm thấy ăn Tết có điều gì khác biệt. Trong lúc mọi người vui vẻ háo hức chìm trong không khí ăn Tết, Nguyễn Ngọ không hề bất mãn hay buồn rầu với việc không có Tết để ăn. Không liên quan gì đến y, giống như y chưa từng trải qua một Tết thiếu nhi vậy. Nhưng năm này có điều khác, trên bản chất thì khái niệm về Tết không có gì thay đổi. Cái khác là trong lòng. Lâm Thành Bộ là loại người nghĩ gì đều thể hiện ra mặt. Những ngày qua Lâm Thành Bộ chạy tới chạy lùi, mặt hớn hở, không biết hắn đang bận cái gì, nhưng tâm trạng vui vẻ đều thể hiện hết ra mặt. Lúc trả lịch trình để đi du lịch cũng sẽ có cảm giác mơ hồ vui vẻ. Trước này chưa từng có cảm giác tâm tình này là Lâm Thành Bộ mang tới cho y. Hắn hưởng thụ cảm giác ai ai cũng có này. Nhưng y nhờ có Lâm Thành Bộ mà cảm giác trải nghiệm được những cảm xúc. Ngày đi du lịch cũng tới rất nhanh. Nguyễn Ngọ đặt xong vé máy bay và khách sạn. Địa điểm bọn họ tới là một nơi nghe nói thời gian có tuyết dài tới 7-8 tháng. Không xa quá, dịch vụ du lịch khá phát triển. Vừa có thể trải nghiệm cảm giác đắm chìm vào tuyết mà không tới nỗi phải hành xác. Mang đủ quần áo chưa anh? Lâm Thành Bộ đứng cạnh vali kiểm tra lại một lần xem có sót thứ gì không. Đủ rồi, có phải đi Mạc Hà đâu. Nguyễn Ngọ đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng. Lâm Thành Bộ vừa khóa vali vừa nhìn Nguyễn Ngọ bên kia. Hắn không yên tâm việc một người chiên trứng mà chỉ có thể ăn được lòng vàng làm đồ ăn sáng, hơn nữa còn là sủi cảo. Mặc dù vỏ sủi cảo mua sẵn nhưng hắn vẫn cảm thấy rất có khả năng sẽ được ăn một bát canh vỏ sủi cảo. Xong rồi, ăn đi. Nguyễn Ngọ đặt một đĩa sủi cảo xong rồi lại đặt lên bàn. Lâm Thành Bộ nhìn qua có hơi xúc động. Cả đĩa khoảng 20 cái sủi cảo chỉ có 3 cái bị vỡ. Vỏ sủi cảo bây giờ dày. Hắn cắt một miếng bỏ vào miệng, nhận bánh do Nguyễn Ngọ hỏi hắn rồi từ trộn. Không ngờ rất thơm. Thế nào? Nguyễn Ngọ hỏi. Lâm Thành Bộ giơ ngón tay lên miệng lúng búng nói, ngon lắm, ăn cái nữa đi. Lâm Thành Bộ lại ăn cái nữa, vị cũng khá ngon, ăn tiếp đi. Để em lấy giấm. Ăn đi rồi lấy. Em lấy rồi ăn tiếp, em muốn chấm. Lâm Thành Bộ lại có hơi mờ mịn. Ăn trước đã. Nguyễn Ngọ lên giọng lại nhìn vào đĩa sủi cảo, chỉ một cái trong đĩa, ăn cái này. Lâm Thành Bộ gắp miếng sủi cảo bỏ vào miệng. Người này thỉnh thoảng làm ra đồ ăn được mà còn phách lối như vậy, chỉ cái nào thì ăn cái đó. Nguyễn Ngọ nhìn hắn ăn xong miếng sủi cảo, lại nhìn khay, cái này. Lâm Thành Bộ không biết phải làm sao, chỉ đành cắt miếng đó bỏ vào miệng. Thật không cho em chấm ít hả? À, sao thế? Nguyễn Ngọ nhìn hắn chằm chằm. Em cắn phải cái gì rồi? Lâm Thành Bộ không biết đã cắn phải cái gì, ấy hết cả răng. Lấy ra xem nào. Lâm Thành Bộ lấy vật trong miệng ra nhìn một cái thì ngây ngẩn, một chiếc nhẫn. Đây là... Lâm Thành Bộ ngốc luôn rồi nhìn Nguyên Ngọ. Nhẫn hả? Nguyên Ngọ gật đầu. Cậu cắn phải thì là của cậu. Tại sao? Lâm Thành Bộ thấy hồn mình chưa về lại có nhẫn. Du lịch kết hôn thì không phải kết hôn trước rồi đi mới du lịch hả? Lâm Thành Bộ cảm giác hơi thở của mình dừng lại, mãi sau mới nói được một câu nhấn cưới. Nguyễn Ngọ cũng cười. Phải của anh đâu? Lâm Thành Bộ kinh ngạc hỏi một câu. Tôi... Nguyễn Ngọ cầm đũa lên chọc chọc sủi cảo, tách từng cái sủi cảo ra, tôi tìm đá. Không phải chứ? Lâm Thành Bộ trợn mắt nhìn hắn, cảm giác không tả nổi. Anh đang tìm nhẫn hả? Đây rồi. Nguyễn Ngọ lừa được một chiếc nhẫn từ trong một cái sủi cảo bỏ vào miệng liếm liếm, sau đó chuẩn bị đeo lên tay của mình. Đôi đó, Lâm Thành Bộ chỉ kêu lên,
À, người ngò khừng lại, làm sao? Chúng ta có thể lãng mạn một chút được không? Lâm Thành Bộ cẩn thận kéo chiếc nhẫn khỏi tay của y. Đây là một chiếc nhẫn rất đơn giản, không đính đá, không có hoa văn. Ở bên ngoài có khắc hai đường lượn sóng rất mảnh, tạo hình số 8, vừa đẹp vừa ngầu, nhìn là biết nguyên ngò tư tròn. Lâm Thành Bộ lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch chiếc nhẫn, sau đó kéo tay Nguyên Ngò sang cẩn thận đeo vào cho y, nảy lắm lấy một lúc nhìn, nhỏ giọng nói: "Thực sự em không ngờ được anh sẽ mua nhẫn đó." "Thì nghĩ là cậu muốn." Nguyên Ngò cầm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn lau rồi đeo vào ngón tay cho hắn. "Hơn nữa dù sao cũng phải có cái gì đó để thể hiện chúng ta đang ở bên nhau chứ." "Em..." Lâm Thành Bộ còn chưa lấy lại được tinh thần đã bị đều nhẫn lên tay, rất cảm động lại rất muốn cười. "Có những lời không cần phải nói nữa, cậu hiểu đã được." Nguyễn Ngọ xoa mặt hắn. "Em hiểu." Lâm Thành Bộ nhoài sang hên lên môi cô y. Hết tập 60. Thấy chưa mọi người, Vu Chít không làm mọi người thất vọng đâu. Cảnh đi mua nhẫn của Lâm Thành Bộ chỉ là đánh lừa mọi người thôi. Tập này với gọi là chùm quấy xuất hiện. Nhưng mà nhớ mọi người, đừng có học theo cách này nhé. Khi ăn sủi cào thì đôi khi người ta có người sẽ không nhai đâu. À, gì nhỉ? Khoan, mình mới đọc lại cái status cái gì mà mình không biết. À đúng rồi, chuyện của Từ Tiếu Thiên nói với lại chuyện của Từ Tiếu Thiên nói với bạn của mình là ai ta? Quên luôn rồi. Nói là bố một ngày bạn phát hiện ra bạn không ăn hành, nhưng là sủi cảo bấy lâu bạn hay ăn lại có hành ở trong đấy. Bạn bất ngờ không? Bất ngờ chứ. Nhưng mà mình không thích ăn sủi cảo nên đừng có cho nhấn vào sủi cảo. Thầm sao vậy thôi mọi người nghe tiếp tập 61, tập cuối hoàn chính văn nhé mọi người. Gặp lại mọi người trong tập 61 nè.